một tuần nghỉ ngơi, các thành viên Running Man Việt Nam mùa 2 chơi là chạy đã quay lại cuộc chơi đầy cạnh tranh và nhiều bất ngờ. Hai vị khách mời siêu uy tín mở màn chuyến hành trình tại Phú Quốc không ai khác chính là ca sĩ Isaac và rapper Lăng LD. Đây sẽ là cuộc hội ngộ của cặp mỹ nam tình xưa nghĩa cũ Song Lan, Isaac và Liên Bình Phát. Đối với những khán giả từng cảm động trước câu chuyện của hai anh chàng trên màn ảnh thì cuộc hội ngộ lần này chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Bên cạnh đó, Isaac và Jun Phạm rất thân thiết, từng hoạt động chung trong nhóm nhạc 36 năm. Nam ca sĩ cũng có mối lương duyên với cả Ninh Dương Lan Ngọc khi đóng chung Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Tuy vậy, vai trò và mục đích của Isaac tại chương trình vẫn còn là một ẩn số. Không thể loại trừ khả năng nam ca sĩ điển trai đang ủ mưu sẽ bay bản tên của những người anh em tình thương mến thương. Còn với Lăng LD, chàng rapper sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc siêu bắt tai cũng bất ngờ xuất hiện trong tập này. Xét về sắc vóc, Lăng LD khá nhỏ bé nhưng anh chàng lại được biết đến với tính cách khá lém lỉnh và có phần tinh quái. Đến với Running Man Việt Nam mùa 2, Lăng LD chắc chắn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Ở một diễn biến khác, phần xé bản tên trong tuần này khá gay cắn và hỗn chiến. Teaser đã hé lộ một mình Trương Thí Vinh đối mặt với Ngô Kiến Huy và Thúy Ngân. Bên cạnh đó, Trường Giang lại tiếp tục lọt giữa vòng vây của đàn em. Dường như sau nhiều lần bị anh già phản bội, bé Bỉnh đã không còn ngây thơ hiền lành mà quyết tâm dồn Trường Giang vào góc tường. Mặc dù anh già lên tiếng ngăn cản không được xé, Liên Bình Phát vẫn không dừng lại. Liệu Isaac và Lăng LD sẽ mang đến bất ngờ gì cho Running Man Việt Nam? Hãy cùng chờ xem nhé!